về cài đặt và thử nghiệm về hệ thống Nhúng. Thì thử nghiệm hệ thống Nhúng yêu cầu đặt ra là phải biết chọn CPU cho thiết kế. Việc lựa chọn như thế nào thì sẽ có một số câu hỏi như chế tạo CPU riêng biệt hay là tìm hiểu các cái CPU trên thị trường lựa chọn CPU cho hệ thống Nhúng. Quan trọng là phải căn cứ vào này. Cái mục đích của mình sử dụng là gì là chính, tức là cái đối tượng của mình sẽ làm như thế nào, đấy là cái quan trọng nhất của hệ thống Nhúng này. Và các cái loại công cụ quan trọng nữa là khi các cậu lựa chọn rồi thì phải biết cái công cụ để phát triển ở trên cái các cái module đấy là gì, công cụ phát triển của nó như thế nào, nó hợp lý hay không. Và khi mà công cụ đấy là các cậu có sử dụng được hay không, hay là không sử dụng được, hay là không thể thiết kế được cho hệ thống, thì lúc đó các cậu phải thiết kế các cái lựa chọn các cái hệ thống cho nó hợp lý. Và cái người thiết kế là phải biết được các cái project, từ cái công cụ phát triển của cái chip đấy nó như thế nào. Còn các cậu các loại chip rất xịn rất đấy, nhưng mà các cậu chưa có kinh nghiệm thiết kế, hoặc là bây giờ mới đi học lại, lúc đó làm những cái sản phẩm project nó sẽ rất khó. Về các hiệu năng của CPU phải cần tính đến, thì đa số đối với lại các cái ứng dụng đơn giản thì cái phần hiệu năng của hệ thống nó cũng dễ thực hiện được thôi, không có gì khó cả. Về phát triển hệ thống Nhúng thì phát triển hệ thống Nhúng thì phải dựa có thể nêu ra nhiều giải pháp, nhưng mà có thể dựa trên một số các cái đưa ra một số cái giải pháp như sau, đó là dùng các bo mạch thương mại, dầu bo Nhúng có sẵn đa năng. Các loại này thì có hệ điều hành rất dễ trong cái việc mình có thể sử dụng được, sử dụng luôn được. Và cái thứ hai, và cái của mình chủ yếu là ở đây các mình có dùng các bo mạch thương mại là chính, và để không phải để thiết kế về phần cứng của hệ thống Nhúng nữa, mà mình chỉ quan tâm tới cách kết nối của hệ thống Nhúng đó với thiết bị ngoại vi thôi. Cái thứ hai là thiết kế theo yêu cầu. Cái này thì thông thường để sản phẩm ra thương mại thì để thử nghiệm thì mình sẽ sử dụng các bo mạch thương mại. Còn nếu mà để làm ra các sản phẩm thương mại thì thông thường người ta sẽ đi thiết kế riêng các cái bo mạch theo yêu cầu. Về hệ phát triển công cụ xây dựng phần mềm và nạp vào hệ thống đích, tức là hệ thống Nhúng đấy, thì môi trường phát triển phần mềm nó sẽ có thực hiện đây. Hệ chủ phát triển này, hệ chủ Nhúng đích này, thì bắt đầu từ phần mềm trên máy tính, và sau đó sẽ phần mềm cứng của hệ thống sẽ được nạp để đi xuống phần cứng của hệ thống. Phần mềm đích trong hệ thống Nhúng gọi là Post Image. Trong hệ thống này thì nó gọi là phần Post Image, tức là phần mềm hệ thống đích của hệ thống. Về các cái hệ thống Nhúng và các phần mềm, phần cứng thì các cậu thấy là các ứng dụng này, các module này, và cái phần mềm Nhúng của mình là bắt đầu từ cái gói phần mềm phía bên trên, tức là từ phần loader này, monitor the book của hệ điều hành thời gian thực, các giao thối kết nối mạng và các module phần mềm khác. Xây dựng, phát triển và gỡ rối trong mô phỏng lập trình là một phần mềm quan trọng. Đó là gì? Khi phát triển trên các cái phần hệ Nhúng, bao giờ phải có phần mềm Nhúng và cách gỡ rối mô phỏng, gỡ rối của nó như thế nào. Ví dụ đây là một cái kit phát triển này, công cụ phát triển của nó có các công cụ phát triển IDE riêng, có một compiler, và khi đấy thì mình phải dựa trên phần cứng của mình để phát triển trên cái nền các cái IDE này. Và
từ các ADN này thì lúc đó mình mới treo ngoài hệ thống phần nhúng, thì mình phải tiến hành xây dựng và test các cái notebook, cái phần mềm của hệ thống nhúng trên phần cứng của hệ thống, cái cách phát triển và kit phát triển và các phần mềm nhúng này nó luôn có cái phần chúng ta với nhau. Và một câu hỏi mà các cậu, nhiều cậu sẽ hỏi là các cậu lập trình viên C thì cuối cùng là cái file nào sẽ chạy, cách làm thế nào để trong hệ thống nhúng chạy được, thì nó sẽ như thế này. Từ tệp nguồn của người sử dụng thì nó có thể là phần makefile, và phần mềm của người sử dụng mình có thể lập trình C, assembly hoặc linker commander, cái này là các cái mình viết chương trình này. Và cái phần makefile này nó đảm bảo, ví dụ như trong thằng Arduino các cậu thấy bao giờ nó có phần bên dưới đúng không, tức là các cậu viết trên các cái kia mà không cần ngôn ngữ máy mà nó vẫn hiểu được thì nó qua cái phần makefile. Và khi viết cái chương trình này rồi thì qua cái quá trình xử lý này, qua bộ biên dịch và chuyển sang ngôn ngữ máy thì đưa ra các cái file, object file. Sau khi object file thì đưa ra cái cấu trúc active và đến các thư viện, và các thư viện sẽ gọi các cái hàm mà có sẵn trong thư viện đưa ra vào linker và location, và các cái file này sẽ tạo ra được một file tệp đầu ra, tệp đích, và các kiểu tệp này sẽ gì? Nạp vào hệ thống nhúng. Thông thường thì các cậu thấy là gì? Nếu mà các file executor thì mình sẽ nó thường phải dạng hack, khi các cậu biên dịch nó ra thì trải qua đây là quá trình biên dịch này, từ C cho đến gì? File hack này, nó sẽ trải qua các quá trình này. Các công cụ linker liên kết hay định vị để tạo ra thư mục kiểu LF dạng nhị phân, kiểu image hay là code image, có thể ánh xạ vào ROM. Các kiểu hack này thì nó sẽ có ánh xạ vào địa chỉ của từng ROM, và địa chỉ của trong ROM. Và ở các cái quá trình hệ thống ánh xạ thì nó sẽ có là gì? Ở đây các cậu nhìn thấy ở đây là sơ đồ của ánh xạ, tức là từ processor này nó sẽ đưa hai cái địa chỉ, địa chỉ và đường bus dữ liệu, và đó sẽ nạp vào trong ROM hoặc flash trong RAM. Khởi động hệ thống sau khi phần mềm đã phát triển đạt được các chức năng thì đã đến lúc nạp vào hệ thống đang xây dựng để chạy thử. Và trong mọi trường hợp hệ thống nhúng có hay không có hệ điều hành đều cần có gọi một quy trình là gọi hệ thống hay là khởi động hệ thống hay boot. Nó nằm trong quá trình thiết kế và kết hợp với một vài yếu tố. Thứ nhất là công cụ sử dụng cơ chương trình nạp loader với chức năng nạp sẽ nạp tiệm ảnh. Sẽ nạp tệp ảnh từ các cái máy phát triển và các cái hệ vào hệ thống nhúng. Và công cụ của nó sẽ nạp các cái tệp ảnh xuống loader để nạp các cái boot image vào trong cái ROM. Loader được viết riêng và sẽ được ghi vào boot ROM. Phần địa chỉ của boot ROM sẽ chứa boot image và thực hiện mã theo quy trình. Thực hiện các mã cần thiết theo quy trình bật máy nguội khi khởi động phần cứng với các cái vi mạch khác nhau và không gian địa chỉ trạng thái ban đầu. Sau hết boot loader nhảy tới địa chỉ restart hay start của phần mềm hệ thống và để chuyển điều khiển cho nó, tức là hệ thống lúc này bắt đầu hoạt động. Sau khi chạy boot loader thì nó sẽ bắt đầu hoạt động. Boot sẽ nạp vào EEPROM. ROM, boot ROM có tiện ích khả năng kết nối với hệ phát triển, ví dụ như giao thức TFPT dùng để tải phần mềm vào flash, và phần mềm
hệ thống hay phần mềm ứng dụng đúng. Và tải phần mềm của hệ thống và các ứng dụng nhúng Flash, nếu nạp EEPROM rồi thì không cần các bước này. Thì nguyên lý hoạt động của hệ thống các cậu sẽ thông qua đây. Đầu tiên khi bật đúng không? Thì nó sẽ chạy đến các cái file EEPROM và cái thằng này nó sẽ được gì? Lựa chọn để ghi vào trong hệ thống. Và phần program header chỉ ra các phân đoạn được sử dụng chương trình runtime. Phần hit ladder được liệt kê các hành nhị phân. Đây, hành nhị phân và mã chương trình đầu tiên chạy phần hit ladder trước, sau đó sẽ gì? Các cái program header. Đây, program header. Phần cứng liên quan tới reset của CPU khởi động có hai cách: khởi động nguội là bật nguồn hoặc là khởi động nóng reset khi trong khi máy đã bật nguồn. Đấy là cách khởi động. Khi thiết kế phần cứng phải có mạch điện tạo các xung reset nối vào chân reset của CPU. Độ rung xung này phải bằng vài lần cái chu kỳ CPU và nó phụ thuộc vào từng loại của CPU. Phần thực hiện có tên phổ biến là boot, bootstrap hay bootloader, là phần thực thi mã lệnh trong code boot, trong code ánh xạ thực thi của hệ thống và trong các code. Thì cái phần này các cậu về đọc và tìm hiểu thêm ở trong hệ thống này nhé, trong phần tài liệu tôi đã đưa đây. Các cậu đợi tôi một tí nhé, tôi có việc kia cái này.
Rồi, chúng ta vào tiếp nhé. Về cách khởi động cũng chạy các cái phần mềm trong hệ thống nhúng thì các cậu phải thông qua các cái phần mềm, tức là cái trình phát triển phần mềm phát triển hệ thống nhúng để xây dựng nên các cái lựa chọn, xây dựng nên các cái hệ thống mà theo cái mục đích của mình. Và cách kích hoạt hoạt động của hệ thống nhúng như thế nào, khi mà bật mở bật tắt máy thì các cậu có thể về đọc thêm những tài liệu tôi đưa lên. Ở đây người ta đưa ra một cái ví dụ về phần mềm hỗ trợ. Đó là phần monitor, một giải pháp để tích hợp Radar và Body Image là sử dụng monitor nhúng. Đây là một loại ứng dụng nhúng mà các nhà sản xuất cung cấp để phát triển các bo mạch nhúng của họ. Monitor giúp người ta phát triển phần mềm và hệ thống nhúng gỡ rối ngay cả khi hệ thống đang chạy. Giống như Body Image, monitor được thực hiện khi bật mã nguồn, nó sẽ khởi động lại như hệ thống. Và cái phần mềm monitor này sẽ khởi động các thiết bị như các cổng kết nối này, khởi động các địa chỉ, các ô nhớ này. Khởi động vi mạch điều khiển ngắt và kênh vector ngắt này. Monitor cũng định nghĩa giao diện người dùng qua thiết bị đầu cuối PC, qua kết nối và qua là thường là kết nối tiếp với chế độ lệch, dòng lệch hoặc qua người có thể phát triển lên thực hiện, đúng không? Ở đây các cậu thấy là các cái loader và cái bộ loader này thì nó thực hiện dựa trên các cái cấu hình và các cái của phần IDE mình thực hiện. Thông thường các cậu sẽ lập trình trên các cái bot này thì nó sẽ kết hợp cho các cậu trong cái ví dụ trong các hệ thống cách thực hiện biên dịch của chương trình nó như thế này. Thì chương trình các cậu viết, ví dụ các cậu làm trên thằng Arduino đây, ví dụ như thằng này đây của cậu, các cậu sau này sẽ viết trên các cái thằng này chẳng hạn, thì lúc này các cậu sẽ đưa ra một câu hỏi là từ cái thằng này này, các cậu viết trên C này, thì quá trình biên dịch của mình qua như thế nào để xuống thằng IDE. Thì bình thường các cậu làm trên 8051 và trên cây C, trên 8051 sử dụng cây C thì các cậu thấy là gì, sau khi quá trình biên dịch này, quá trình compiler là dựa trên các IDE người ta phát triển của KC rồi, và quá trình biên dịch thực hiện tất cả các bước ở đây, sau đó nó sẽ thành file hack. Còn đối với lại thằng Arduino này thì nó sẽ là gì, khi đấy thì các cậu sẽ toàn bộ là ngôn ngữ lập trình viết chương trình này, và khi các cậu biên dịch thì nó sẽ nạp xuống trên cái thằng hệ máy luôn, và lúc đó các cậu không nhận được cái file hack. Thì đối với lại những cái bot phát triển giống như này thì các cậu sẽ vào tìm hiểu thêm về cái thằng phim mua. Phim mua của đây. Của các cái bo mạch phát triển của hệ thống nhúng.
Thì đây các cậu sẽ lên trên mạng đọc trước, tìm hiểu về những cái ứng dụng của cái thằng FilmWorks này. Của các thằng hệ thống này. Và cái FilmWorks này thì nó sẽ gì? Vì trong cái FilmWorks này các cậu thấy là nhiều cái thì các cậu không cần tới Blender, đấy là chương trình nào mà các bạn sẽ gì phát triển mạch riêng cho Hack, thì lúc đó thì mình cần cách nạp cái thằng FilmWorks này vào. Và vấn đề ở đây thằng FilmWorks là gì, nó khác gì so với thằng software, tức là có phần mềm. Thì FilmWorks là một thuật ngữ để chỉ những cái chương trình máy tính cố định và điều khiển cấp thiết cho thiết bị điện tử, ví dụ như là các cái FilmWorks về các sản phẩm mô điều khiển từ xa, hoặc là các cái, tức là nó sử dụng các FilmWorks này cho một cái thiết bị. Nó không có ranh giới rõ ràng giữa thằng firmware và software. Tuy nhiên, firmware chỉ có liên quan đến cái quy trình hết sức cơ bản và cái mức thấp ở thiết bị cho nó có sẵn. Tức là lúc đó thì các cậu sẽ gì? Đối với lại lập trình trên assembly thì các cậu phải viết đến từng câu lệnh, địa chỉ của nó như thế nào. Thì lúc này ở trên C, trên C thì các cậu không cần viết tới từng địa chỉ, từng câu lệnh của thiết bị đấy, mà lúc này các cậu chỉ cần gì? Trên những cái thư viện có sẵn thì có cậu viết trên ngôn C, và thằng FilmWorks này nó có nhiệm vụ là biên dịch, làm cho nó hiểu từ cái ngôn C đấy sang cái địa chỉ máy hoặc địa chỉ ô nhớ nó như thế nào. FilmWorks này nó sẽ có tác dụng như vậy. Nói chính xác hơn, nó gọi là phần mềm, nhưng mà để thường được sử dụng cho cái một cái chức năng riêng biệt trên cái nền tảng thấp, cái ngôn ngữ thấp của thiết bị. Và từ những cái khi có những cái như thế thì các cậu thấy là đến bây giờ thì cái phát triển của bot này nó đã phổ biến và nó rất phổ biến. Các cậu xem trên TV thì có thể thấy là rất nhiều những em học sinh, đúng không? Người ta đã thực hiện chế tạo những cái gì? Chế tạo dụng cụ hoặc là những cái thiết bị để phục vụ cho nhu cầu, cũng như là để phục vụ các cái mục đích nghiên cứu khoa học. Ở đấy người ta chỉ có lớp 12 khi ngôn ngữ người ta cũng chưa phát triển. Cái cấu trúc phần cứng, đặc biệt là các cậu thấy là khi nó có carbon này thì cái phần cấu trúc của phần cứng này nó gần như là chưa, cấu trúc phần cứng này gần như là mình chưa cần hiểu biết nhưng mình vẫn có thể được lập trình với nó, đúng không? Đấy là cái ưu điểm của nó, nhưng mà đồng thời nó cũng là nhược điểm. Khi mình đã hiểu biết hết, chưa hiểu biết mình lập trình với đó, nhiều lúc mình làm theo cách máy móc, không thể hiểu biết được tường tận về các hệ thống nó như thế nào. Thì đấy là cái nhược điểm, nó vừa ưu điểm vừa nhược điểm, làm cho mình dễ tiếp cận hơn, dễ thực hiện các project của mình hơn, nhưng điều đó dẫn tới là nhiều cái mà mình không thể biết được. Ví dụ về vấn đề bảo mật này, khi nhập trong FilmWorks thì làm sao biết được trong FilmWorks đấy, nếu mình không tự viết tự làm thì làm sao mình biết được các mã độc mà nó có trong các cái FilmWorks đấy khi mình cài đặt vào từng bo mạch cho hệ thống. Về cái kịch bản mà boot hệ thống đích thì các CPU và hệ thống nhúng sau khi bật nguồn hay reset mềm do khởi động mềm sẽ tìm được đến các lệnh đầu tiên mà địa chỉ CPU được thiết kế, mã tại các địa chỉ này có tên gọi là
reset vector, resist vector. Thông thường các vector là một lệnh đơn giản tới một địa chỉ khác mà tại đó mã khởi động sẽ được thực hiện. Sở dĩ như vậy là CPU có một không gian địa chỉ nhớ rất nhỏ dành riêng cho các mục đích riêng biệt. Do vậy nếu mã đoạn khởi động quá dài dù không đủ sẽ không đủ chỗ cho nó. Hơn nữa, reset vector cũng như mã boot khởi động nằm ở vị trí cố định trên ROM hay trên flash. Khi mô tả load, khi mô tả loader đây sẽ quy chiếu thực hiện thì 7 hệ thống boot và tải hệ thống phần mềm và các bước khác. Và như vậy thì hệ thống nhúng sẽ được phát triển lập trình trên bộ nhớ flash hoặc là ROM cho mọi đích. Phần mềm đích là boot image, là các tập cả chương trình khác nhau. Mỗi phân đoạn chứa một cái xác định trong vị trí bộ nhớ. Các cái reset vector trong ROM nhỏ để ánh xạ đến địa chỉ 0x0h. ROM chứa các giá trị hằng, thông thường CPU cần reset và có các giá trị reset vector, các thanh ghi ngăn xếp và số địa chỉ của RAM. Ví dụ như đây là các cái ví dụ trong đây, tầng đây khi có nguồn này hoặc reset thì nó đều vào processor. Processor sẽ chỉ đến để địa chỉ thấp nhất của ROM. Sau cái địa chỉ thấp nhất của ROM nó sẽ chạy đến Executor the reset vector. Sau đó chạy Executor loader và khởi tạo phần cứng. Sau đó đến các cái tập đích ở trong flash, ở trong RAM. Trong ROM, trong RAM, cái tập đích là nếu mà yes thì sẽ copy image, tức là copy cái dữ liệu chỉ đây qua ra CPU để thực hiện chương trình. Còn nếu không thì sẽ download image from hot RAM tới RAM và khởi tạo image ở trong RAM và các cái không trong không gian RAM. Thì cái địa chỉ của thằng reset vector nó tại nằm tại 00. Thì giống như cậu học 8051 thì các cậu cũng thấy là gì? Khi ấn nút reset thì nó sẽ chạy về địa chỉ đầu tiên của bộ nhớ. Thì đấy là cái nguyên lý hoạt động chung của tất cả các cái hệ thống nhúng. Và ở trong này còn các cái phần mềm như các chạy từ RAM hoặc kịch bản, chạy hệ thống, chạy từ ROM, chạy từ RAM. Thì các cậu về đọc lại trong tài liệu mà tôi đã gửi lên trên này nhé. Có các quy trình khởi động của hệ thống như thế nào. Đây các cậu sẽ nhìn thấy cái quy trình khởi động của hệ thống này. Ở bước thứ nhất nó sẽ chạy đến để CPU sẽ chỉ đến các reset vector. Sau đó reset vector đấy chỉ đến các cái gì, các cái boot image trong ROM hoặc các flash, và từ các này thì nó sẽ thành các cái copy và các receiver gửi đến các cái dữ liệu này ra RAM. Và lúc này sau khi gửi ra RAM rồi thì CPU, các cái ESP trình ở đây nó sẽ thực hiện các lệnh dữ liệu từ trên RAM, quá trình đấy để thực hiện toàn bộ đưa ra trên RAM. Vì vậy các cậu thấy là khi mà tăng băng thông của RAM, tức là tăng cái dung lượng của RAM sẽ tạo cho cái quy trình hoạt động của nó nhanh hơn. Còn nếu mà không thì khi nó yêu cầu ở trên CPU yêu cầu đây, thì nếu mà thằng RAM nó nhỏ thì nó lại bắt đầu quay về cái
đọc dữ liệu từ đây gửi ra và thực hiện, chứ không chờ sẵn ở trên trên ra. Và cái quy trình thực hiện sau khi thực hiện từ ROM và RAM ở đây thì các cậu về đọc, chạy từ ROM sau khi tải xuống hệ phát triển thì các cái bước sau khi tải xuống thì các cái bước nó được thực hiện như thế nào thì các cậu cũng đọc ở trong này hệ thống. Và trình tự chạy khởi phần mềm hệ thống như nào thì các cậu các tiến trình phần mềm đọc trong hệ thống thì các cậu về ở trong này nhé, cũng như là cách khởi động thằng RTOS này, khởi động phần mềm ứng dụng này, các gỡ rối bằng công cụ đi kèm on chip notebook thì các cậu sẽ đọc ở trong các ví dụ ở trong này. Và các ví dụ về cái về địa chỉ của hệ thống nó như thế nào, chạy để khởi động hệ thống khi bắt đầu chạy như thế nào thì cái này nó rất quan trọng. Các cậu có thể xem cái sơ đồ của bộ nhớ ROM RAM, các cậu sẽ hiểu được là các vị trí của nó là thực hiện cái lưu trữ các dữ liệu gì. Và cuối cùng là về nhà thì các cậu sẽ đọc tài liệu cũng như là cố gắng trả lời các câu hỏi khi mà thực hiện các chương trình sau mỗi bài làm. Và các câu hỏi này nó sẽ là những cái câu hỏi vào trong các đề thi các cậu vào sau này. Rồi, trong bài hôm nay thì tôi đã giới thiệu qua về thiết kế và cài đặt các hệ thống nhúng. Thì các cậu còn câu hỏi gì nữa không? Không ạ. Rồi, nếu không còn câu hỏi nữa thì bài của chúng ta hôm nay dừng ở đây nhé.